Xin chào anh đã trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ review một cái dòng sản phẩm laptop Acer. Đây là model mã X515 nha các bạn. Đây là dòng laptop chính hãng mới của Acer V3 Gen 11. Đó, full cổng cổng suất HDMI, cổng kết nối USB, cổng audio âm thanh đầy đủ nha các bạn. Đây là mẫu mã màu trắng, thiết kế rất là đẹp, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Đây là cái dòng sản phẩm này, các bạn học online văn phòng rất là ok nha. Thì cấu hình nó là i3, RAM 4GB, màn hình 15.6 Full HD. Đó, ổ cứng NVMe 512, hệ điều hành Windows 11, trọng lượng nó 1,98 kg, 1,8 kg, xuất xứ Trung Quốc. Năm sản xuất thì là năm 2021 nha. À, đây là chiếc i3 4 loại 4 luôn, màu trắng rất là đẹp, rất là nữ tính, đặc biệt là nó sẽ hợp với những bạn nữ yêu thích màu trắng. Đặc biệt là nó có webcam rất là đẹp, nét rõ nét luôn nha bạn. Các anh chị nào mà muốn mua máy laptop mà phân vân không biết lựa chọn hãng nào thì bạn nên mua những cái dòng mà sản phẩm bảo hành lâu. Thường là Acer nó bảo hành sẽ là 2 năm nha. HP và Acer thường là sẽ bảo hành 2 năm, trên 2 năm. Đó, còn những hãng khác thì 12 tháng. Những hãng khác thường là sẽ là 12 tháng nha bạn. Đó, thì đây là cái máy khách mình thấy đẹp và mẫu mã ok, cấu hình mạnh, chạy rất là nhanh, webcam rõ nét, mic ok. Thì mình review cho bạn xem để bạn tham khảo giá với lại cái mẫu mã của dòng sản phẩm này nha. Đặc biệt loa rất nghe rất là to và lớn, rõ luôn. Đó, đây mình đang nghe trên chiếc nhạc trên cơ mình nha. Mình có thể bật những nhạc của kênh khác để tại vì tránh bản quyền nha. Rồi thì video đến đây cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì cho mình like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.